Rồi, thì hôm nay mình mới mua thêm một số cái gì mà để lót cái chuồng dê này cả nhà. Cái này mình mua của người ta đã qua sử dụng rồi ha. Thì người ta cũng nuôi nhưng mà giờ người ta nghỉ rồi đó cả nhà. Người ta chia lại bán ghẻ lại. Cái này mình mua mới là một tấm về là nó 100 ngàn đó cả nhà. Ngang 5 tấc dài 1 thước, 800 ngàn. Còn cái này người ta qua sử dụng rồi thì người ta để lại mình là 50 ngàn tấm thế cả nhà. Ta nuôi chưa được một vụ nữa, thành ra cái tấm ấy còn nguyên nữa nha. Chỉ có một cái là nó hơi dơ này nữa thôi, do người ta nghỉ nuôi cái người ta gỡ người ta bỏ dưới đất á, người ta này thắng mưa nữa đó, như cái hiện tại của mình ngoài cái chuồng dê mình ngoài đó, ngoài chuồng dê mình đang nuôi ngoài đó đó, cái đó là mình nhập vô lượt với cái này nè cả nhà, mà của mình thì đang nuôi đó, còn cái này của người ta thì người ta nghỉ nuôi à, người ta tạm ngưng, người ta bán ghẻ lại cả nhà. Mà cái nhà mình đi ngoài cùng xem cái đàn dê với em luôn cái hết cả nhà. Mới nuôi cả nhà, ra kinh phí cũng chưa có nhiều, ra cái đường đi ra cũng chưa có chán được nữa. Còn cây cối thì mình vẫn tận dụng mấy cây cũ rồi vòng vòng nhà cả nhà. Đó, những cây vòng vòng nè, đó như cây chầm núi cây này nọ nọ đó. Đốn vô mình làm sắt này nọ cũng vậy luôn cả nhà, toàn cây cũ không nha. Mấy này đứng gì, mấy cây đước này nọ cũng tận dụng mấy cây dòng vườn mình cặp mấy sông đó này, mấy đước trước, còn này mấy cái đấu dầu mình khi đi làm này đó, mình tháo gỡ nhà cũ người ta đó, người ta cho cả nhà. Đây thì buổi chiều mấy anh nó đang ăn cỏ cả nhà, do tháng này tháng mưa nên ra cỏ nó dồi dào lắm, non nhớt à, cộng mập 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 không cả nhà. Bầy của anh nuôi này thì bốn con nái và một con đực cả nhà. Giờ nó cũng đã sinh sản được hai em dê con ha, hai em này cũng đực không luôn cả nhà. Hôm nay thì mấy ảnh ăn cỏ mạnh này bình thường này, nên mình thả cho nó qua chung luôn với mấy con dê lớn luôn cả nhà, cho nó qua nó giành ăn nó cạnh tranh này nọ cho nó ăn mạnh hết cả nhà, chứ mà nuôi nhốt riêng hoài thấy nó cũng dở, bị nó ăn mình nên nó đâu có thèm giành đâu, nó ăn từ từ nó ăn à. Còn này mình nuôi mình bỏ ở ngoài thì nó giành nhau nó ăn thì nó ăn sẽ nhiều hơn hết cả nhà. Đây mình cái chuồng mình hôm rồi mình đóng rồi cả nhà, tấm giống như mình mới mua về mình để trong đó vậy đó ha, đó. Đóng cái này nó rất ok cả nhà, sạch sẽ lắm. Nó ị xuống nhiều là nó sẽ lọt dưới hết nè, rất sạch tiện, mình có sữa này nọ lại mình dở ra cái mình làm nó cũng tiện, nó không hư hao cả nhà, mũ thì rất là chắc chắn nha. Đôi khi mình đi chổng là mình đi lội lên bình thường đó nha, nó chỉ hơi hoàng 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 hơi chút thôi. Rồi thì hôm nay em chia sẻ thì hôm nay em mới mua thêm mấy cái dĩ gì vậy thôi, thì để mai mốt mình sẽ nới rộng cái chuồng mình ra thêm hết nha, thì chắc em nới rộng ra thêm bên đây, bởi lúc đàm em cũng dự trù rồi cả nha, dự trù sẽ làm thêm bên đây một dãy nữa, mai mốt khi nó sinh sản ra đó em sẽ làm thêm bên đây một dãy nữa. Hiện tại thì bây giờ nuôi cọp mấy con chó con miễn đây nhà mình cũng cập lộ cả nhà, thì cậu mấy chó con tối cho nó ở đây nó sủa sủa này nọ đâu luôn, thì sát lộ có cái hàng rào nhưng mà hàng rào không kiên cố cả nhà, cũng toàn là đồ cũ không, đồ mình đi làm hồ về đó người ta cho này nọ, mình về mình tận dụng lại cả nhà, mới bắt đầu nuôi mà. Rồi thì thôi em xin dừng video tại đây cả nhà, cả nhà nếu thấy hay thì nhắn cho em một like, một đăng ký kênh ủng hộ cả nhà. Rồi em xin cảm ơn cả nhà nha. Rồi, xin chào tạm biệt cả nhà nha.